Tâm lớn yêu thương trải khắp thế gian. Chữ trung lớn là dốc lòng vì nước. Hy sinh lớn là hy sinh vì thiên hạ. Đạo dùng binh cao minh ở chỗ không đánh mà khuất phục được người. Những đạo lý cao siêu ấy sẽ được lý giải một cách sâu sắc mà hàm xúc qua các tập phim Lý Công Uẩn, Đường tới thành Thăng Long. Bộ phim xuyên suốt ba triều đại, triều Đinh, triều Tiền Lê và triều Lý, tái hiện những bước thăng trầm của lịch sử từ buổi đầu của nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên đến ngày hoàng đế Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về Đại La, mở ra một trang sử mới độc lập, phồn vinh cho dân tộc. Có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên hàng đầu Việt Nam. Tác phẩm đặc sắc chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Lý Công Uẩn, Đường tới thành Thăng Long.